cái gì đây hả? Mày pha cái gì cho thằng Cường đây? Cái này thuốc bắc con pha hàng ngày cho anh Cường uống mà có gì đâu mẹ. Mày xạo hả? Thuốc bắc gì thấy gớm vậy? Vậy mày uống cho tao coi. Mẹ mày áo với tao hả? Rõ ràng cái này là mày tính bỏ bùa, bỏ ngải, mày hãm hại thằng Cường con tao đúng không? Mẹ, cái gì mà lớn tiếng như vậy? Có chuyện gì vậy? Sao vậy hả? Mẹ làm tao gì? Tao đánh nó đó. Sao mẹ đánh vợ con? Chứ mày coi nó nè, bằng chứng rõ ràng rồi nè. Nó bỏ bùa bỏ ngải, nó chuốc thuốc mày bấy lâu nay mày không biết gì hết trơn hả? Sao mày u mê quá vậy? Ủa mày nói cái gì vậy? Đây là thuốc bắc, vợ con làm cho con uống mà, con uống hàng ngày. Tù ngải gì đây? Mày không có biết gì hết trơn á, nó bỏ bùa bỏ ngải cho mày đó, không có thuốc bắc gì ở đây hết á. Trời ơi, con uống cho mẹ coi nè. Không có cho uống mà. Mày mẹ nói nhiều với cô ta làm cái gì vậy? Cứ đuổi cô ta ra khỏi nhà là được mà. Cậu, đưa nó đi đi cậu. Mày buông ra, mày muốn tao chết mày mới vừa lòng hả? Buông ra cái này. Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ